Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cái bộ âm thanh mini của mình ha. Thì đây là cặp loa Panasonic các bạn. Rồi, loa này thì có một bass và một chép. Bass thì carbon, chép này là chép thạch anh các bạn. Bát nhỏ này thì công suất của nó là 50W. Này, để mà đánh với đôi lo này thì mình kết hợp một cái bộ âm thanh mini các bạn, gồm có một cái DAC, một cái rề và một cái công suất, tất cả đều mini các bạn, và nó dùng những cái công nghệ mới bây giờ, tất cả xử lý bằng chip. Thì âm thanh nó sẽ được xuất ra từ máy tính, và nó sẽ đưa vào cái DAC của mình các bạn. Từ cái DAC này nó sẽ xử lý, nó sẽ đưa qua cái rề, và từ cái rề này nó sẽ xuất ra, nó sẽ xuất ra ngoài cái công suất, và từ đó là tín hiệu nó sẽ được chuyển tới cái đôi loa này. Đấy, thì đây toàn bộ là những cái đường dây mà mình tổng dây mà mình đấu nè các bạn. Này thì nó dùng điện 12V, cái DC cũng 2V. Cái này thì cái công suất thì dùng điện 24V 3A. Hệ thống này rất là nhỏ gọn các bạn. Rồi, bây giờ sau này chúng ta sẽ test thử ha, để nghe thử chất âm nó như thế nào. Thì mình sẽ mở để cho các bạn cảm nhận, nhưng mà thâu qua điện thoại thì mình nghĩ chất lượng chắc nó âm thanh nó sẽ không chuẩn đúng không? Thì để mình nghe, mình nghe cho vui thôi, chứ còn thực sự mà âm thanh để nghe từ bên ngoài thì nó sẽ hay hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test thử âm thanh. Me. My shadow, oh, it's the only thing.
And I'm the only one to walk up. My shadow's all.